Cùng với vận động để chăm lo cho người nghèo, công tác chăm lo hỗ trợ nhà ở cho người có công, thân nhân liệt sĩ là một trong những nội dung trọng tâm của chính sách đền ơn đáp nghĩa, luôn được tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đặc biệt quan tâm. Để làm cơ sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về kế hoạch hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở trong năm nay, công tác khảo sát vừa được tiến hành đồng loạt tại 8 huyện thị thành phố trong tỉnh. Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố, có 675 căn nhà ở của đối tượng người có công và thân nhân người có công với cách mạng thuộc diện khảo sát. Trong đó, đề nghị xây mới 73 căn và sửa chữa 602 căn. Địa bàn rộng lại có số lượng nhà khảo sát nhiều nhất trong đợt này. Huyện Vũng Liêm chia tổ thực hiện để đảm bảo tiến độ. Đi khảo sát là từng nhà, từng cái ngay chỗ nào hư hỏng hoặc là cần sửa chữa hoặc là xây dựng mới thì mình khảo sát rồi. Sau khi khảo sát xong rồi thì là chốt lại danh sách thông qua hội đồng, đồng thời là niêm yết danh sách công bố ra bình nghị để cho cái người dân giám sát. Là để đảm bảo tính công bằng, lãnh đạo ủy ban sẽ kết hợp với công chức lao động thương binh và trưởng ấp mình đi đến tận gia đình để mình nắm, trước tiên là mình nắm cho hoàn cảnh của họ, rồi cái tình hình mà nhà cửa của họ như thế nào, rồi mình mới đề xuất. Với yêu cầu đặt ra phải đảm bảo khách quan, chính xác, đúng đối tượng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố cùng với chính quyền địa phương đến từng hộ gia đình khảo sát hiện trạng nhà ở, lấy hình ảnh, minh chứng và thống nhất việc đề nghị hình thức xem xét hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa theo quy định. Đây là một cái chính sách của tỉnh. Tỉnh sẽ hỗ trợ cho những gia đình người có công mà khó khăn vì nhà ở mà không có điều kiện để xây dựng và sửa chữa, chỉ hỗ trợ một phần. Chứ không phải là như cái chế độ chúng ta phải thường là có thể là cũng hiểu nhầm là chế độ là gia đình người có công nào là cũng phải được cất nhà, mà đây là cái chính sách là hỗ trợ cho những gia đình thực sự khó khăn về nhà ở, thì tỉnh sẽ vận động các cái nguồn kinh phí để làm sao mà hỗ trợ kịp thời cho người có công trên địa bàn tỉnh sửa chữa hoặc là xây mới căn nhà theo cái quy định. Không chỉ đến khảo sát đánh giá thực trạng nhà ở bị xuống cấp để làm cơ sở tham mưu đề xuất hình thức định mức hỗ trợ, đoàn cũng thăm hỏi, chia sẻ, trao đổi để các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ hiểu được chính sách đặc thù của tỉnh là hỗ trợ cho gia đình thật sự khó khăn, không có điều kiện xây dựng, sửa chữa nhà ở.